của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Ba về rồi này nội. Ba nghe tin là ba về liền đó nội. Mẹ, mẹ thấy đỡ chưa? À, mẹ ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi mẹ. Khổ thân con tôi, mới đi có một ngày thôi mà sao nhìn thấy con hốc hác vậy con? Con không sao đâu mẹ, quan trọng là mẹ kìa. Mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe mới được. Con biết vậy sao con còn bỏ đi? Con để lại mẹ một mình. Con Hằng rồi nó cũng sẽ qua bên thằng Cường. Tự nhiên tuổi già của mẹ phải sống trong neo đơn. Con dọn đi. Chuyện này là sao Hằng? Dạ, từ nay con sẽ dọn ở nhà anh Cường. Con sẽ ở bên đó luôn. Chẳng phải hai đứa đã chia tay nhau rồi sao? Ba không yên tâm về con chút nào? Thì con cũng giống ba thôi. Ba cũng dọn qua nhà của Hồng. Bà nội cũng có yên tâm về ba đâu. Thiệt tình. Con không thể nào chia tay với nó được sao? Chuyện đó sau này con sẽ giải thích với ba. Còn bây giờ chuyện của con, ba cứ để con quyết định nha ba. Dạ con chào cô Hồng. Dạ con chào cô Hồng. Chào em. Nó thấy mình mà không chào. Cô với ba con tính sao vậy? Cô muốn nói gì? Cô với ba con muốn sống chung với nhau mà không nghĩ đến bà nội. Con thấy như vậy là không có được đâu. Việc ba con qua nhà cô đó là do ba con tự quyết, không phải ý của cô. Một người quyết thì làm sao mà chuyển được hả cô? Một bàn tay thì không có hành tiếng mà. Mẹ, mấy bữa nay á, bà nội con buồn rồi sinh bệnh. Con thấy cô với ba giải quyết chuyện này sớm đi, chứ như vậy là không có ổn chút nào. Hắn, con phải cẩn thận lời nói của mình, không được vô lễ với người lớn. Đây là cơ quan, phải có kỷ luật, không phải muốn nói gì thì nói. Bây giờ có chuyện gì vào phòng cô giải quyết. Cô, em xin lỗi cô đi. Thật lòng là bây giờ em không có muốn xin lỗi. Con thấy cô với chị My á, nói chuyện với nhau đâu có cần vào phòng trình bày gì đâu. Con cũng sắp là con gái của cô rồi. Chị cứ để em nói đi. Em đừng nói nữa. Em có nói gì sai đâu. Lát nữa chị phải cho em một trận mới được. Việc hết nói mà. Cúng Phật xong á, anh với em đi ăn nha. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, miễn là được đi ăn cùng em á là anh vui rồi. Không à, anh quyết định rồi. Anh quyết định gì? Anh sẽ dọn qua ở chung với em. Anh dọn qua chung với em? Ừ. Thì dù sao mình cũng sống riêng, ở nhà em là được rồi, đâu cần phải kiếm nhà khác làm gì. Thôi đừng có nói lung tung nữa đi. Anh nói thiệt, anh không chỉ muốn hẹn hò với em mà anh muốn cùng sống với em. Không chỉ là đi ăn uống, nghe nhạc, xem phim, đó là phải gọi là gia đình đâu em. Bây giờ mình phải sống cho mình, chứ anh không muốn sống phải vì người khác nữa. Em biết rồi, nhưng mà việc gì phải vội, cứ từ từ thôi. Từ từ đến bao giờ? Đến khi anh với em già lụm khụm luôn sao? Lúc đó đó anh với em ở chung trong bệnh viện kìa. Không, thời gian không chờ anh với em đâu. Mỗi ngày anh đều rất lo. Một ngày anh thấy nó dài như là 10 ngày của tụi trẻ vậy. Anh lại nói quá rồi đó. Anh không nói quá, anh nói thật. Mình phải biết trân trọng thời gian, để sau này không phải hối hận em mà. Được rồi, bây giờ em hỏi anh nè. Vậy còn
Thằng Khang, cái Hằng thì sao? Anh là ba ruột của Khang, có gì đâu mà phải ngại. Còn Hằng thì nó đã chạy theo tình yêu của nó rồi. Bây giờ đến phiên anh phải đuổi theo tình yêu của mình chứ. Nên Hằng sẽ không có ý kiến còi gì đâu. Nhưng còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh sẽ không đồng ý đâu. Em biết anh và mẹ anh sẽ không thể nào tách rời được. Nhất là khi anh đến với em thì mẹ anh lại sống một mình nữa. Ba. Mẹ. Mẹ. Con. Ba. Ôi chào anh chị. Chào chị. Ô, anh chị cũng có thời gian đi vãn cảnh chùa nữa hả? À, dạ, chào chị. Ba, ba quen cô Hồng, bà nội có biết không ba? Bà nội vẫn còn giận cô đó cô. Con không có phản đối gì chuyện cô với ba hết. Nhưng mà con mong cô đừng có làm bà nội buồn. Hằng, con nói đúng mà mẹ. Anh Khang, anh cũng nghĩ vậy đúng không? Chị Xui có một cái hay, đó chính là rất thân thiết với con dâu và con rể. Em nghĩ là em sau này sẽ không bao giờ được với My như vậy. Mà Thanh Hằng bây giờ đâu còn là dâu nhà đó nữa. À, anh thấy nó còn lưu luyến lắm. Lúc nãy em cũng thấy rồi mà. Mà không hiểu sao khi em nhìn thấy thằng Khang với lại mẹ My thân thiết như vậy, em lại không thấy vui. Em cứ có cảm giác là mình nuôi con vất vả khôn lớn để bây giờ người khác được hưởng vậy. Mà người khác, trong đó có cả mẹ anh đó. Em, bởi vậy á, anh và em phải nương tựa vào nhau mà sống. Mình sống cuộc sống mới để cho mấy người đó biết mặt. Anh lại tranh thủ rồi đó. Đâu có tranh thủ đâu, em không thích à? Đừng anh. Ủa, mình đang hẹn hò quang minh chính đại, có đâu phải sợ. Nhưng mà mình đang ở trong chùa. Cứ mỗi lần thấy cô đó là thấy phiền. Con không có được nói như vậy. Cái cô đó sau này sẽ là mẹ của con đó. Chị My, chị thêm nói đúng rồi đúng không? À, mẹ chồng của chị á, phiền quá phiền luôn. Nè Hằng, em có cần anh massage chỗ nào không? Anh massage cho. Cái cô mà em thấy phiền ấy là mẹ anh đó nha. Em xin lỗi, em quên mất. Hay là mấy mẹ con mình chụp với nhau tấm hình đi. Lâu lâu mới có dịp mà. Cũng được đấy, nhưng mà chụp đâu? Ở bên kia đẹp kìa mẹ. Đi. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.